Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, nhà là nơi vô cùng quan trọng đối với mỗi con người. Đó là một nơi để con người ta sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt nhọc. Đó cũng là nơi mà con người ta xây dựng tổ ấm, dù có đi đâu, về đâu, thì ngôi nhà là nơi mà chúng ta không thể không nhớ tới. Xây nhà cũng là một việc trọng đại cả đời người, vì vậy cần phải xem xét kỹ lưỡng về rất nhiều yếu tố như là kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận. Vậy, trong những yếu tố trên, yếu tố nào là quan trọng nhất? Nếu như gia chủ tuổi Nhâm Thìn vẫn cố tình làm nhà khi phạm phải một trong những yếu tố nói trên thì có cách nào để hóa giải hay không? Mời quý vị theo dõi video dưới đây để giải đáp cho những vấn đề này. Trước tiên thì để xây được nhà hay là không thì ta sẽ đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên ta sẽ đến kim lâu. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Năm 2020 canh tí gia chủ 69 tuổi, theo cách tính này thì phạm phải kim lâu tử kỵ con. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ mang lại tai họa tới con cái. Con cái ốm đau liên miên, khó nuôi dạy. Nên năm 2020 không thể xây nhà được, nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cát lành hay không. Xét đến hoang ốc, năm 2020 canh tí gia chủ Nhâm Thìn theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải tam địa sát nhân, do giai đắc bệnh, sát nhân là bệnh, gia chủ mà làm nhà tuổi này thì sẽ mắc bệnh tật liên miên, tuổi này không nên làm nhà. Còn xét đến tam tai, người tuổi Nhâm Thìn cần tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn, năm làm nhà 2020 canh tí. Theo cách tính thì gia chủ 1952 Nhâm Thìn sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Tuổi này không nên làm nhà vì phạm phải hai trong ba yếu tố kim lâu hoàng ốc. Nếu muốn làm nhà mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành sau: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà, vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên, tùy hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết. Yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây nhà mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét đến vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng mình chuẩn bị và cát hung của từng hướng năm 2020, mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1952 Nhâm Thìn, nam mệnh thuộc cung Chấn Mộc, nữ mệnh thuộc cung Chấn Mộc, xét đến việc xây nhà như sau. Với nam mạng Nhâm Thìn, cung Chấn xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, người mệnh Chấn Mộc, bốn hướng tốt: Đông phục vị, Bắc thiên y, Đông nam diên niên, Nam sinh khí. Bốn hướng xấu: Tây nam họa hại, Tây tuyệt mệnh, Đông bắc lục sát, Tây bắc ngũ quỷ. Giờ thì ta xét đến tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem các hung như thế nào. Hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý, hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa Ngọ hướng Tý, phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng Thiên Y, thuộc sao Cự Môn, thổ hướng Đông Bắc, tương quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài, vượng lộc, lợi cho phụ nữ. Tính cách thì khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa, đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí, phong thủy, gương bát quái, tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được
cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ hai là hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính Ngọ, Đinh, 107,5 đến 202,5 độ, năm 2020 xây nhà đại cát. Vì vậy, những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm, thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2, 7 âm lịch sẽ là rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi 1952 Nhâm Thìn, Nam Mạng, ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tượng quái là Chấn, chủ ví nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tượng và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín sẽ làm được cát lành hơn. Ngoài ra về hướng này thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ. Nhưng nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa thì tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm thì sẽ được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi chúng ta đang sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi Nhâm Thìn thì xây nhà và ở hướng Đông thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát tài rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, hướng này thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn hướng Tây thì gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020, Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc, nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt thì đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành và may mắn. Tuổi Nhâm Thìn, Nam Mạng xây nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim Tượng Quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Nhâm Thìn khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh, nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa, xây mới được.
với nhà tọa tị hướng hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Với nam mạng Nhâm Thìn sinh năm 1952, xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, không hợp hướng, bị phạm phải ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, còn cái thì khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Nhâm Thìn đang ở nhà hướng Tây Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 nam ạ. Hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn cửu cấn dần 22,5 đến 67,5 độ năm Canh Tý 2020, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh, nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng dần không nên xây mới vì hướng dần phạm mậu kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch, nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Nhâm Thìn nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp nhà ở hướng Đông Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp với người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Hướng Đông Nam gồm có 3 sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ năm 2020, Canh Tý sao lục bạch cáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo vào Đông Nam, ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cắt lành vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Nhâm Thìn xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cắt lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Tây Nam gồm có 3 sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ năm 2020, sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc mộc, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cao cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn thân phạm mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất gắt. Người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 mà ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, được họa hại mà là sao
cao lộc tồn, thuộc thổ hướng Tây Nam, tương quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ, nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng hoa mai trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã được Phong Thủy May Mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 nam mạng. Còn với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Với nữ mạng, Nhâm Thìn cung chấn xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, người mệnh chấn mộc bốn hướng tốt, Đông phục vị, Bắc thiên y, Đông nam diên niên, Nam sinh khí. Bốn hướng xấu, Tây nam họa hại, Tây tuyệt mệnh, Đông Bắc lục sát, Tây Bắc ngũ quỷ. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, nữ mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung. Hướng Bắc gồm ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng Tý, tọa phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ hướng Đông Bắc, tương quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Nam gồm có ba sơn bính ngọ đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm 2020 xây nhà đại cát. Vì vậy, những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nhân chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi 1952 Nhâm Thìn nữ mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho sự cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Đông gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung, hướng Đông mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Tuổi Nhâm Thìn xây nhà và ở hướng Đông thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông, nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, gây cho hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tài phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy.
Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát tài rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Tây gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được gác. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4, tháng 5 âm sẽ rất là cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Nhâm Thìn nữ mạng xây nhà hướng Tây thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân, thuộc kim tự quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật. Con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Nhâm Thìn khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng hoa mai trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà hợp với hướng người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi, tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, tháng 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi sẽ là cát. Với nữ mạng Nhâm Thìn sinh năm 1952, xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Nhâm Thìn đang ở nhà hướng Tây Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữa mạng. Hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2012, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa Thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Nhâm Thìn nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, gây tâm lý rối loạn, luôn thì bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì cần phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ. Trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp.
Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Nhâm Thìn đang ở nhà hướng Đông Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Hướng Đông Nam gồm có 3 sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 canh tí sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc. Kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ, phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cắt lành vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Nhâm Thìn xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng tây bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bát quái, tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Tây Nam gồm có 3 sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cao cho lắm. Hơn nữa thì năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi sẽ làm rất cát. Người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 mà ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng được họa hại mà là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tương quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên sống vô cùng cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái, tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Quý vị thân mến, trên đây là những kiến thức về xem tuổi Nhâm Thìn làm nhà trong năm 2020 có tốt hay không và cách hướng dẫn chọn tuổi cũng như là cách mượn tuổi làm nhà năm 2020 cho cả nam mạng và nữ mạng tuổi 1952. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Phong Thủy May Mắn trong suốt thời gian qua, đóng góp ý kiến để chúng tôi có động lực làm việc, sản xuất ra những video về tử vi phong thủy ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Quý vị hãy chia sẻ video này đến bạn bè, người thân để những người thân yêu của bạn cũng nhận được những giá trị tâm linh phong thủy chính tông từ Phong Thủy May Mắn. Chúc quý gia chủ coi được tuổi hợp với mình để xây cất ngôi nhà gặp nhiều may mắn, hóa rủi thành may, công việc kinh doanh không bị ảnh hưởng, làm ăn phát tài, phát lộc.